Kính thưa toàn thể vị, và đón tiếp chương trình lên sân khấu vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang, ca khúc được mang tên Căn Nhà Dĩ Vãng. Và với ca khúc này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Kim Quang. Sao tiếng hát của Kim Quang là tiếng hát của Băng Châu chuẩn bị? Ngày xưa chưa phai mờ trong tim thương,
vào tim.